Xin chào, mấy cô muốn uống gì nào? Anh đẹp trai quá đấy, có bồ rồi mà còn ham trai nữa sao? Coi chừng đi nhé. Có sao đâu nào, đúng vậy. Xin làm quen với các em được không nào? Các em đến đây để tìm mấy anh đẹp trai thì thiếu gì, ở đây toàn là đẹp trai đấy. Em hãy nhìn cho kỹ đi. Vậy sao, có ai đẹp trai bằng anh không chứ? Em này đùa vui quá. Chào em, anh tên là Hoàng Trung, còn em là Tiểu Mỹ. Em tên là Tiểu Lan, chào em. Đây là Tiểu Hồng. Ồ, em tên là Tiểu Hồng, thật đúng với cái tên. Thật là quyến rũ đấy, em như một bông hồng vậy. Nhìn em rất quyến rũ đấy. Này, anh đừng có nịnh em vừa thôi chứ, em không thích những người như vậy đâu. Ồ, vậy sao? Nhìn anh thì cũng có thể được đấy. Anh ra đây có một chút việc. Bọn anh phải đi nhé. Tạm biệt các em. Tạm biệt nhé. Tạm biệt. Hẹn gặp lại em sau nhé. Này làm gì thế chứ? Mấy con nhỏ đó đẹp quá, không tán thì uổng lắm. Này, Mỹ Duyên đang đợi anh đấy. Cái gì chứ? Mỹ Duyên à? Nhìn này, anh vẫn có tật mày gái đấy. Chứ không lẽ anh mày đến Bắc Kinh có được mấy người bạn đi chơi chứ? Phải tìm gái để đi chơi thôi. Mục đích của anh đến Bắc Kinh để làm gì chứ hả? Nói cho em nghe xem nào. Đến để giải quyết những vấn đề không mấy tốt trong công việc thôi. Chỉ muốn giải trí một chút thôi mà. Đâu có gì là quá đáng chứ. Chào đại ca. Phục vụ tốt chứ đại ca, tốt lắm. Rất đắt đấy. Coi nè, mấy thằng đắc ý có nhiều tiền, cua được gái đẹp. Bọn mày hãy chờ đấy nhé. Tao sẽ phục thù thôi. Hãy chờ đấy. Này, nhìn cái gì mà dữ vậy? Giờ này anh hết tiền rồi đấy. Anh làm chủ hai khách sạn mà. Đúng không nào? Những gì anh nói em không tin sao? Em không tin đâu. Một chủ nhà hàng như anh mà không có tiền sao? Làm sao tin được chứ? Đúng không nào? Tiền anh bà xã anh giữ hết rồi. Cô em à, Tiểu Mỹ à. Anh xin lỗi. Vì công việc nhiều quá nên anh quên. Chứ không phải anh có nhiều em quá rồi nên không nhớ hết tên chứ gì? Có đúng không vậy? Em nói vậy thì ai cả quá đấy. Này làm gì vậy chứ? Đi ra đây nào. Mày là ai mà đến đây vậy? Mày muốn biết bọn tao là ai lắm sao?
Mày có còn nhớ chuyện cách đây 3 năm không? Hãy nhớ lại cho kỹ đi. Chúng mày đã cưỡng hiếp đứa em thứ hai của tao. Để đó đi. Chào ông chủ. Chào sếp. Được rồi. Coi nào, đúng là thằng đó rồi. Mày đóng nắp lại đi nào. Nhìn tởm quá đấy. Đây là hình đệ tử chụp lại ở quán bar. Nhìn chúng rất là xinh đẹp đấy. Coi nào, tuyệt quá phải không? Thường có những cô gái quyến rũ đàn ông sau đó đập chết họ. Họ đã dùng mỹ nhân kế để giết người bằng cách đó đấy. Các bọn này cũng làm như vậy. Chúng ta phải tìm ra manh mối của vụ này. Chuyện này có ai mà tin được, nhưng đó là sự thật. Sao chứ, hai anh về rồi hả? Anh thế nào, có ý kiến gì không? Có thằng nào mà chả mê con em? Không được bao giờ đâu. Em chẳng bao giờ như vậy đâu. Anh nói gì vậy chứ? Ai chứ đối với thằng này thì không bao giờ bị bọn con gái lừa đâu. Sếp hay tin bọn em chứ? Đúng không nào? Đúng rồi. Gặp mặt đó đấy. Ừ. Coi nào. Thấy thế nào chứ? Hình con nhỏ đó cũng gần giống như vậy. Đúng không nào? Mày nhìn hình thấy có cái gì khác không? Hình như là không đẹp bằng bọn nó, đúng không nào? Anh thông cảm, anh bạn tôi hay có tính như vậy đấy. Không sao đâu. Bên đây này, đưa bánh cho tôi đi này. Được rồi, tuyệt lắm, bên đây này. Tránh ra nào, làm ơn tránh ra. Ôi, có bị sao không? Không sao đâu. Anh có sao không nào? Xin lỗi, tôi xin lỗi nhé. Không sao mà. Bên này này, phải cẩn thận hơn chứ. Bên đây này, đưa bánh qua đi. Này, có chơi không hả? Bên đây này. Được rồi. Đưa bánh cho tôi đi nào. Sao thế chứ? Này, anh chàng này nhìn dễ thương đấy chứ, đúng không? Hay quá. Anh chơi giỏi lắm.
好勤力，考完试都不去轻松一下，还留在图书馆。童年。Em là ai? Em không phải là bạn nam, mà là một bạn nữ đang ngồi gần anh đấy. Làm sao anh biết em là ai chứ? Cô bạn dễ thương à, em đang định đùa trò gì với anh vậy chứ? Anh đang học đại học đây này. Anh nhất định phải đến gặp em nhé. Cùng với mấy người bạn của em nữa, họ rất vui tính đấy. Em định đưa gì cho anh nào? Đây là vé xem phim tối nay, anh đi với em nhé, được không? Này, lại nhớ đến bạn gái rồi sao? Tôi thấy anh từ từ lắm rồi đấy. Tôi nhìn Tiểu Mỹ rất quen. Tôi không biết là tôi đã gặp cô ta chưa nữa. Có lẽ đã gặp ở đâu đó rồi. Tôi không nhớ cho rõ lắm. Đây là điều tôi đang cố gắng nhớ đấy. Liệu cô ấy có phải là cô gái học chung trường với tôi hồi đó không? Chứ sao gì chúng ta cũng tìm ra thôi mà. Trong lòng tôi có cảm giác rất lạ, mà tôi cũng không biết phải nói thế nào cho anh hiểu nữa. Nên cứ nói hết tâm trạng của mình ra đi. Tôi sẽ nghe anh mà. Khi đó anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Cứ nói đi nào. Đó là một cảm giác cực kỳ lạ lùng. Đó là cô gái tên Tiểu Hồng. Này, cậu làm sao vậy chứ? Không sao. Đại ca không đến sao? Thôi đi. Này, chúng ta đi shopping mua quần áo đi. Ta hết đồ rồi đấy. Đi không nào? Này, cậu lúc nào cũng điệu cả. Ở nhà đọc báo là khỏe nhất đi. Chả muốn đi đâu cả. Này, dám nói như vậy sao? Khi nào đại ca đến, hãy xin tiền đại ca cho rồi đi. Chúng ta lúc đó sẽ đi mua thoải mái hơn, đúng không nào? Này, làm gì mà vui vậy chứ? Chào đại ca. Có hình của em trên báo này, nhìn rất đẹp đấy. Đại ca xem thử chưa? Sao có người ta không chụp chặt em hả chị?
Tên già nhất là đại ca, còn tên trẻ là A Phương. Con kia thấy cô gái này chứ? Đó là A Mỹ. Ông ta đã chăm sóc cho A Mỹ như là con của mình. Chăm sóc từ lúc bé đến bây giờ. Ông ấy rất thương A Mỹ. Ông ấy đã làm gì? Ông ta nhìn như thế nhưng rất dạng mạnh. Đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn thôi. Các cô phải chú ý từng cử động của hắn ta. Như thế mới có thể tìm được manh mối. Ông ta như vậy mà ghê quá nhỉ. Chúng ta phải chú ý từng cử chỉ của ông ta. Như thế mới có thể hành động được. Tiểu Hồng, em lấy cho mọi người cùng xem đi nào. Đây là tất cả những chứng cứ về hắn ta. Ai đã đưa sắp tài liệu này cho chị chứ? Chị chỉ cần tài liệu này cũng đủ kiếm chứng cứ giết chết hắn ta rồi. Tại sao như vậy chứ? Đó là chuyện của chị em chúng ta cần phải làm. Em đừng thắc mắc làm gì cho mệt. Nhưng đứa bé này đâu có tội tình gì mà giết nó chứ. Chị hãy suy nghĩ cho kỹ đi nào. Em đang phản đối chị sao? Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Này, cậu cãi là đại ca làm gì chứ? Đại ca bảo làm gì thì cứ làm như thế đi. Đại ca đã giúp chị em chúng ta rất nhiều mà, đúng không? Giết chết đứa bé đó thì có sao đâu nào? Đâu có liên quan gì tới mình chứ. Nếu cậu không giết nó thì sau này chính nó sẽ trả thù cho gia đình của mình đấy. Cậu hiểu rồi chứ? Cậu chống đối với đại ca sao có chứng như chống đối với bọn này luôn đấy. Cậu hiểu không nào? Ôi, bánh ngon quá. Em ăn một miếng nha. Này, chị nhìn kìa. Tại bé Loan chứ bộ, đâu phải tại em đâu. Này, hai người làm hư bánh, hư hết bánh rồi. Công sức của chị đấy. Này, chị mới có gì chuyện mới sao? Có người tặng chị chứ bộ. Bạn trai sao? Không đâu, bạn gái thôi. Ai vậy chị? Này em, nhiều chuyện quá đấy. Cho em một miếng bánh kem nè. Ông thấy nhà còn gì để ăn không hả? Ông là ai mà không lo cho gia đình? Chỉ lấy tiền đi đâu? Chẳng lo gì cho gia đình cả. Anh có đi đâu đâu chứ? Anh lấy tiền đi lo công việc của mình thôi mà. Em phải hiểu cho anh chứ. Đưa tiền cho anh đi nào. Đưa đấy đi nào. Mẹ ơi, ra ngoài ăn sinh nhật với bọn con đi nào. Mẹ, ba đi làm, mẹ đừng là ba nữa. Con thấy tội nghiệp ba quá đấy. Con còn nhỏ mà có nhiều chuyện không hiểu đâu. Đừng nên nói như vậy. Được rồi, con xin lỗi. Ba xin lỗi mẹ con đi nào. Ba đừng giận tôi nữa, được không? Được rồi, mọi người vui vẻ lên nào. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Cứu tôi với, đứng lại nào, chạy đi đâu chứ?
cô em xinh đẹp quá đấy. Này, cứu tôi với. Thả tôi ra đi mà. Thả tôi ra đi. Cứu tôi với. Này, chúng mày làm gì ở đây hả? Tiểu Lâm, hãy đỡ viên đạn đi nào. Làm rất tốt. Sao rồi? Em đã khỏe chưa nào? Cảm ơn chị đã cứu em. Đừng nói vậy mà. Không ai có thể đứng yên trong hoàn cảnh đó được đâu. Xin chị hãy giúp em. Giúp thế nào đi? Hãy giúp em đi mà. Em có thật sự là muốn theo chị không? Sao chứ? Đau như thế này em có thể chịu đựng được không? Nếu đau cỡ nào em cũng phải ráng chịu đựng. Hiểu chứ? Thậm chí gần đến lúc chết em cũng không được bi quan. Em hiểu chưa nào? Phải nghe rõ lời chị đấy. Em chịu được không nào? Như thế này vẫn chưa đủ đâu. Chịu đựng được không nào? Cực khổ cỡ nào em cũng chịu đựng được mà. Chúc mừng em nhé.
Bây giờ mọi người hãy tập trung, cố gắng bắn trúng những lá bài này. Bắn đi nào. Các em hãy nhìn cho rõ này. Chúng ta phải qua một bài tập mới. Chúng ta phải tập trung hết sức. Như thế mới có thể hoàn thành được công việc. Đây chính là một tên khốn nạn. Em hãy hành sự như lúc trong lòng đang căm hận. Lão lão nha, ông đã về rồi sao? Ông vào nhà đi, mọi người đang chờ ông về đấy. Đưa áo này tôi cất dùng cho. Được rồi, cảm ơn nhé. Đợi tôi đi pha trà cho ông. Được rồi, cảm ơn. Ồ, anh về nhà rồi sao? Chào em. Đây là người làm mới tên Tiểu Hồng. Anh thấy thế nào chứ? Em đã lựa chọn rất kỹ đấy. Chào ông. Chào cô, cô đến giúp chúng tôi à? Con rất vui vì được ông bà nhận vào giúp việc. Con sẽ cố gắng mà. Bà nhà tôi sẽ làm gì thì nhớ làm đó đấy nhé. Đừng làm cho bà ta buồn. Con cảm ơn ông bà đã chiếu cố. Con sẽ đi làm việc đây. Được rồi, tốt lắm. Thương thương à. Ba à. Sao ba đi lâu về vậy chứ? Con buồn lắm đấy. Ba đi công tác mà, để có tiền mua quà cho con đấy. Ba lần này phải ở nhà với con đấy nhé. Được rồi, ngày mai ba sẽ dẫn con đi mua đồ chơi. Được chưa nào? Hoan hô. Bên này nữa này. Này, con vào đây chơi đi. Bao ca ca. Anh trai à? Ai vậy? Được rồi, để đó tôi xem được rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cô. Cho cô đi phòng quanh nhà để xem nhé. Được rồi, giỏi nào. Đi thôi nào. Chào ông. Bà này con bé đó nhìn cũng được đấy. May thì ai cũng may hết. Hãy tha cho nó đi nào. Này bà. Kế hoạch thế nào rồi? Con đã hẹn sẵn địa điểm và đã hẹn với bọn chúng rồi. Bà đừng lo. Vậy thì bọn họ hẹn 7 ngày nữa thì có hẹn chứ. Đại ca, cứ yên tâm đi. Con này được lắm đấy, không như mấy lần trước đâu. Lần này rất đáng tin đấy. À Bao à, tao rất tin tưởng mày. Nhưng vì đây là chiến hàng, tao đã bỏ ra toàn bộ số vốn tích lũy. Nên mày phải cẩn thận đấy nhé. Cố gắng giúp cho tao. Không được lơ là đâu đấy.
Đại ca, anh em thì nên tin nhau chứ. Nghe này, tình hình thế nào rồi? Em phải tìm cho được cho cất giấu tiền của bọn chúng, rồi báo cáo lại cho chị biết. Hiểu chưa nào? Hiểu rồi. Từ thôi chứ. Này, anh làm gì vậy chứ? Thả em ra đi nào. Này, cẩn thận đấy con. Ba ơi, con sao té? Đại ca, có sao không? Hãy tập cho nó giúp tôi nhé. Hoàng tiên sinh, tôi thấy ông thường cô chủ quá đấy. Thấy giờ cô đứng quan sát cha con tôi sao? Tôi đã mồ côi từ nhỏ nên rất thích những cảnh như thế. Ừ. Anh hai à? Thấy rồi chứ. Đại ca, chuyện của chúng ta tới đâu rồi? Cô bé, hãy đưa Thương Thương về nhà giúp tôi nhé. Được ạ. Đúng ra thì cũng vì cuộc sống của chúng ta cả thôi. Được rồi mà. Hãy nói cho tôi biết đi, công chuyện thế nào rồi? Tôi đã nghe qua chuyện rồi. Tôi sẽ nhường lại cho ông đi trước. Đó là vì tình huống của chúng ta đấy. Hôm trước tôi có trao đổi với đệ tử của ông rồi. Tôi thấy chúng ta cũng là anh em một nhà, nên có gì thì cứ nói thẳng với nhau, đừng nên ấp mở như thế. Được rồi. Mặc dù tuổi đời của ông hơn tôi nhiều lắm, đã từng tuổi này rồi, tôi vẫn chưa hề có một người bạn tốt nào cả. Anh có biết tại sao không? Tại sao vậy? Tại sao à? Tôi cũng không biết nữa. Có phải vậy nên ông thương đứa bé như là một vật cuối đời phải không nào? Này, ông định làm gì vậy chứ? Đúng vậy. Tôi muốn nhắc nhở ông hãy xem đứa bé đó phải là con của ông không. Coi chừng bị người ta cắm sừng đấy nhé. Tôi chỉ nhắc nhở ông như vậy thôi. Nó là con của tôi. Đúng rồi, đương nhiên như vậy rồi. Này, hãy chế banh giùm tôi đi. Cảm ơn anh nhiều lắm nhé.
Cô hẹn tôi ra đây có việc gì vậy? Chẳng phải đây là nơi tôi đã hẹn anh ra đây rồi, nhưng thất hứa sao? Chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Nhưng tôi biết chuyện đó mình làm không đúng. Tại sao anh có thể nhận ra tôi ngay tại quán bar đêm đó chứ? Tôi đâu đến nỗi mất trí nhớ như vậy đâu. Bởi vì tôi là đã ấn tượng lại không tốt cho anh đúng không nào? Chứ cô nghĩ làm sao tôi biết được cô? Làm sao mà tôi quên được một cô gái xinh đẹp như cô chứ? Bọn đàn ông lúc nào cũng nói như thế cả. Vậy tại sao cô lại hẹn ra đây tôi nói chứ? Tôi không nói gì cả. Anh biết em có chuyện muốn nói. Tôi chưa bao giờ thấy người nào như anh. Còn em thì sao nào? Mọi chuyện tôi đều có thể giải quyết được, không cần anh giúp đâu. Hãy bỏ tôi ra đi nào. Tại sao chứ? Tại sao? Vì anh không đáng tin cậy. Nghe này, anh sẵn sàng làm tất cả vì em. Tôi hẹn anh đến đây là để nhớ lại chuyện cũ. Tôi muốn trả cho anh lại buổi chiếu phim tối hôm đó thôi. Ngoài ra không còn ý nào khác. Còn chuyện gì nữa? Anh đã biết em là ai rồi chứ? Thời gian qua đã làm em thay đổi. Em không còn xứng đáng với anh nữa đâu. Hãy quên em đi. Em có biết anh muốn nói gì với em không? Lên xe đi. Em dám hẹn hò với nó sao? Đại ca, em chỉ là... Chị đã nói với em mà không em không hiểu hay sao? Em không biết. Hãy tránh xa bọn đàn ông ra. Em biết chuyện đó. Nhưng vì anh ấy là mối tình đầu của em mà. Chị hiểu. Nhưng em không nên có điều quá giới hạn với anh ta. Như thế có thể ảnh hưởng đến công việc đấy. Chị kể em nghe đi. Hãy nghe này. Chị nói em không biết nói thế nào nữa. Ngày xưa em và anh ấy học chung trường. Nhưng đến buổi hẹn thì em không thể đến được. Em đã thất hứa với anh ấy. Tại sao chứ? Vì lúc đó em thấy việc hẹn hò chưa cần thiết và không có chuyện gì để nói cả. Được lắm. Vậy tại sao hôm nay em lại đến gặp anh ta? Bởi vì em muốn gặp để nói lời xin lỗi việc đã xảy ra hôm trước. Em là một người tốt, nhưng liệu rằng anh ta có biết em là người tốt không nào? Em hãy suy nghĩ cho kỹ. Chắc là anh ấy đã biết. Chào nhé. Này, có phải tối hôm qua anh hẹn gặp với cô bạn gái học chung không? Có chuyện gì không nào? Sao chứ? Này, anh nói có chuyện gì cũng nói với tôi mà. Công nhận anh là bạn của tôi. Nhưng anh kính miệng quá đấy. Anh hẹn ở đâu tưởng rằng tôi không biết hay sao mà còn giấu nữa chứ. Đừng tưởng tôi không biết gì đâu đấy nhé. Tôi không cần anh đi theo tôi.
Này đừng làm như vậy mà. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi. Tôi không thể hiểu nó mình nữa. Hẹn ở đâu vậy? Gần đây thôi. Vậy à, sao không hẹn ở đâu xa xa chứ? Thôi quên đi nào. Anh bảo tôi phải làm gì chứ? Anh không cần phải làm như vậy đâu. Thật sự tôi không thể nào quên Tiểu Hồng được. Tôi không biết giúp anh như thế nào nữa. Vì tôi cũng chưa từng trải qua trường hợp như thế này. Tôi không cần anh nói như vậy đâu. Mọi chuyện tôi có thể tự giải quyết được mà. Hiểu chứ? Anh không cần phải làm phiền tôi như vậy nữa đâu. Anh đã từng giúp tôi, thế làm sao tôi không giúp anh được chứ? Nhưng tôi nhắc anh là công việc của chúng ta bây giờ là điều tra, chứ không phải là chơi. Anh hiểu chứ? Anh phải dùng cái đầu của mình mà cụ lấy cô ấy ra khỏi xào huyệt đó. Như thế mới có thể mang lại lợi ích cho cô ấy. Hiểu chưa nào? Tôi sẽ làm theo lời khuyên của anh. Cảm ơn anh nhé. Đàn ông gì mà mềm yếu quá nhỉ? Tôi về giờ này được không? Được chứ. Em đợi anh về sao? Cảm ơn nhé. Này, anh đừng có đùa với tôi đi nhé. Vậy sao? Đừng à, anh say rồi, đi ngủ đi. Này, tôi không có đùa đâu đấy. Mày muốn tiền chứ gì? Tiền đây này. Tao cho mày hết đi. Chịu tao đi nào. Tôi không cần tiền. Buông tôi ra nào. Tôi không cần tiền. Bỏ tôi ra nào. Tôi lạ lên đấy nhá. Buông tôi ra đi nào. Đủ rồi đi nhá. Này, anh làm gì trong nhà tôi vậy chứ? Tôi thích con bé này. Tôi cho nó tiền để nó phục vụ cho tôi. Ông bị điên sao? Từ nay mày không cần làm cho nhà tao nữa. Hãy cút đi. Đừng để tao thấy mặt mày nữa. Đi đi. Được rồi, không sao đâu. Cảm ơn ông đã lo cho tôi. Tôi không sao. Tôi vẫn còn sợ sao? Không đâu, tôi không sợ đâu. Chúc ngủ ngon. Chúc cậu ngủ ngon. Ôi, ngực to quá nhỉ. Chào anh. Chào hai cô. Kiếm ai vậy chứ? Hai em này đẹp quá đấy. Yeah.
được rồi mà. Tại sao đến với tôi chứ? À thì đâu rồi? Tôi không biết. Chạy đi nào, nhanh lên. Lên xe. Đi thôi. Coi nè, đây là đâu vậy? Đây là chỗ an toàn cho hai người. Các anh cứ yên tâm. Thế nào rồi chứ? Cũng đau một tí thôi. Ôi đau quá. Này anh kêu cái gì chứ? Tôi chưa băng cho anh mà. Tôi nhìn cô thấy cũng đau lắm rồi đấy. Làm sao mà tôi chịu được đứng? Ra ngoài kia đi nào. Này anh định kiếm chuyện gì chứ? Sao chứ, tôi bị thương có một tí thôi mà. Trên đùi tôi có một vết sẹo rất lớn đấy. Cô nhìn xem này. Cô còn sợ lắm đấy. Sẹo nhỏ này thì nhầm nhò gì chứ. Đây là cái sẹo dài nhất. Còn cái sẹo ở trong này nữa đây này. Thấy không? Cô có thấy cái này dài nhất phải không nào? Phải mất mấy tháng mới lành đấy. Dưới này cũng có sẹo nữa này. Cho cô xem nhé. Thôi đủ rồi. Cô làm chắc lâu lắm rồi sao? Đúng vậy, mày có nhiều kinh nghiệm lắm sao? Cũng không nhiều lắm đâu. Để giúp tôi miếng thuốc đi nào. Được rồi, cảm ơn nhé. Ôi đau quá. Anh đau sao? Cũng hơi sốc một tí thôi. Đây chính là chỗ bí mật nhất của chúng tôi. Anh đã từng nghe qua, nhưng chưa biết đến nơi này. Tôi chỉ cứu anh vì biết anh sẽ không thoát được mấy người đó. Em nói sao chứ? Vậy là sao em lại cứu anh? Lần sau anh nên thận trọng, nếu không sẽ mất mạng đấy. Tại sao em nói như vậy chứ? Vì có nhiều chuyện anh không thể biết được đâu. Anh đừng yêu một kẻ giết người như em nữa. Không tốt cho anh đâu.
Này, họ đâu rồi? Hai cô gái sao? Tôi thức dậy thì thấy họ đi hết rồi. Tôi cũng đâu biết họ đi đâu chứ. Họ đi đâu chứ? Tôi làm sao biết được họ đi đâu? Họ đi lúc nào tôi còn không biết nữa kìa. Lúc đó tôi cũng ngủ say như anh thôi mà. Tại sao chứ? À Thiên à, anh trách ai chứ? Anh ngủ say còn hơn tôi nữa. Đừng tự chấp mình như thế chứ. Thì từ từ cũng tìm được họ thôi mà. Tiểu Hồng, đưa cho anh cái này đi. Rồi đây anh sẽ gặp lại họ thôi mà. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Như thế không tốt đâu. Kể ra nếu không có bọn họ thì không biết chúng ta sẽ như thế nào nữa. Có lẽ chúng ta phải tìm cách trả ơn cho bọn họ thôi. Anh thấy đúng không nào? Tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm xúc ngày hôm qua. Thật là lãng mạn đấy. Mặc dù không có gì cả. Thôi nào. Kiếm tôi sao? Đại ca. Đại ca. Có phải đại ca đợi chúng tôi không? Em không làm gì sai trái với chị đâu. Hai người định làm phản sao? Không phải bọn em ra ngoài có công việc thôi mà. Còn nhà ngươi. Đại ca, Tiểu Lan ra ngoài chung với em. Bọn em đi chung mà. Dạo này ta thấy hai người rất lơ là trong công việc đấy. Bây giờ cho ta đi đâu thì mới được nghe, hiểu chưa? Công việc ta giao cho người đến đâu rồi? Lại quên rồi chứ gì? Không đâu. Em vẫn làm công việc của mình mà. Đại ca đừng bận tâm. Nói cho ta nghe xem nào. Đại ca, nếu trong ngày mai có hẹn thì chúng ta đến là vừa đi. Nguồn tin của nhà ngươi liệu có đáng tin cậy không nào? Nhà đó sẽ còn bốn người. Đúng vậy. Được rồi. Ta sẽ tạm tin lời của nhà ngươi. Ngày mai chúng ta sẽ đột vào nhà lấy tiền và tiêu diệt cả nhà. Chị nói em làm gì nữa? Ngày mai em hãy đưa chị đi. Ngày mai em hành động sao? Đúng vậy. Ngày mai là ngày tốt đấy. Em xin nghe lệnh của đại ca. Trong số đàn em là người chị tin cậy nhất đấy. Em biết điều đó. Còn gì nữa không chị? Đi đâu mà vội như thế chứ? Tối qua em có biết A Thương bị thương không? Em không biết. Chị nghĩ nó sẽ không bị thương nặng lắm đâu. Chị chỉ cảnh báo nó thôi. Em đừng có lo. Thật vậy hả chị? Em cảm ơn chị nhé.
Hết việc rồi, em vào nghỉ đi. Cảm ơn chị, em đi đây. Đại ca, đại ca. Này, mấy con làm ra vẻ ngây thơ sao? Mày tưởng tao không biết chúng mày làm gì sao? Tao sẽ lần lượt giết từng đứa cứng đầu như hai đứa chúng mày. Mày hiểu chứ? Chôn sống nó đi nào. Này, con nhỏ đẹp quá, chôn thì uổng lắm đấy. Ai biểu nó ngu lập chi chứ, chống là đại ca. Để nó cho tao. Tao sẽ xử nó. Này mày làm gì chứ? Không biết đâu. Để tao chứ chứ, không được. Quánh tôi sẽ đi nào. Thôi rồi chứ. Đi đi nào, để tao làm việc đi. Đi đi nào. Đi thì đi. Làm gì mà kêu dữ vậy chứ? Này thử đi em, thử đi nào. Này mọi người, đại ca và phu nhân đến rồi đấy. Xin chào. Hôm nay tôi mở tiệc này, tôi cảm ơn tất cả mọi người đã chăm lo cho chúng tôi. Cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp của chúng ta. Tôi không biết lấy gì để đền ơn. Và trong đó có cả công của anh Bảo. Có gì không hài lòng thì mong mọi người hãy bỏ qua cho nhé. Chúng ta nâng ly đi nào. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng đại ca. Cạn ly. Chúng tôi sẽ cảm ơn đại ca rất nhiều. Đúng vậy. Vào đây nhập tiệc đi nào. Vào trước đi. À bao này. Còn mấy cô gái lạ kia ở đâu vậy? Ta là gái ở quán bà, ta ca xem cô nào cũng đẹp cả đi. Đúng không nào? Này em tên gì chứ? Em tên là Tiểu Đế. Em đi cùng với anh đến chỗ này nhé. Này đừng có la lớn chứ em. Anh làm như em không biết vậy. Anh không thể kiềm chế được mình nữa. Anh à, có gì thì cũng từ từ thôi mà.
Như vậy mới hưởng thụ được cái cảm giác chứ. Đúng không nào? Em yêu anh nhất đấy. Thật không hả cưng? Thật mà. Người bị điên rồi sao? Em chỉ giận chút thôi mà, đừng giận chứ. Em mạnh quá đấy. Chị ơi, ba mẹ em đâu rồi? Ba mẹ em đang tiếp khách, để chị chờ với em nhé. Chịu không nào? Được vậy, thì chúng ta chờ nào? Vậy thì chờ chúng tìm nhé. Chị sẽ tìm em. Được rồi, em thích nhất là chờ đó. Em cũng chơi qua rồi. Vậy em hãy trốn nhanh lên nào. Tiểu Minh à, em sao vậy? Mấy người định làm gì chứ? Ông Hoàng, ông có muốn biết tôi là ai không? Cô là ai chứ? Tôi là em gái của Ngọc Viên đây. Tôi không biết. Ngọc Viên đẹp lắm đấy. Ông quên mình đã làm gì rồi sao? Phải công nhận là những người làm việc ác không bao giờ nhớ mình đã làm những gì. Ông cũng là một trong số những người đó đấy. Cô có thấy những người này không? Mày đã đánh Ngọc Viên đến sảy thai và đã chết, mày quên rồi sao? Hãy nhớ lại đi nào. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Tha cho tôi đi mà. Làm ơn đi mà. Mày đúng là đồ cầm thú. Thì ra là cô sao? Ông hãy đưa hết tiền đi. Nếu không, cô ta và con gái của ông sẽ chết. Anh, đừng nghe theo lời cô ta. Nhà tôi không có tiền gì mà đưa đâu. Lão già, ông hãy thấy chúng tôi không phải nói không đâu. Được rồi, để tôi đưa tiền. Hãy đợi tôi nhé.
Chúng tôi biết ông còn rất nhiều tiền. Cô đã lấy hết tiền của chúng tôi rồi. Bây giờ hãy tha cho gia đình chúng tôi đi. Ông cũng trông dễ dàng hồ mà. Tôi sẽ cho ông nói chuyện trước khi chết. Lão già, thả nó ra. Lão già, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không? Em và A Bao đã phản bội anh. Anh không biết gì cả. Tiểu Minh à, loại đàn bà này thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Vậy tính thì đáng bao nhiêu? Cô hãy cố cứu sống thương thương giùm tôi. Nó là đứa con gái duy nhất của tôi này. Tao đã nói mày nín, sao mày cứ khóc hoài vậy chứ? Nín đi không thì bảo. Cầm mỏ đi. Mày khóc cái gì chứ? Im đi nào. Có im đi không? Chị ơi, hãy tha cho đứa bé nhé. Tiểu Liên, giết nó đi. Mày dám làm phản sao? Chị à, chạy mau đi cưng. Tiểu Hồng à, mày dám phá bội tao thì mày cũng phải trả giá đi. Biết không nào? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với đi mà. Cứu tôi với. Tay lại nào. Ôi ghê quá đi. Ta xem Tiểu Hồng có sao không nào. Đứng lại.
là anh sao? Em đã khỏe chưa nào? Đứa bé sao rồi anh? Nó đã được chăm sóc kỹ lắm rồi. Em xem này, nó viết tặng em đấy. Anh không biết khi nào chúng ta mới có thể được ở bên nhau nữa. Anh đừng nói như vậy mà. Em cố gắng mà hồi phục nhé. Không đâu, em không xứng đáng với anh đâu. Anh đừng chờ đợi em nữa. Em mãi là người anh yêu nhất. Em hãy nhớ kỹ điều đó. À Thiên à, em cũng yêu anh nhiều lắm. Em hãy cố gắng nghỉ dưỡng đi. Em có cảm giác rất sợ. Tại sao chứ? Có thể cho tôi vào khám bệnh được không? Được chứ? Cảm ơn nhé. Không có chi. Cô ta kìa. Sao đâu, em đừng sợ nữa. Tôi đến trễ một tí nữa là tiêu rồi này, thấy chưa nào? Không sao đâu mày. Đứng lại nào. Em đi đâu mà biệt tâm vậy chứ? Đem hết tiền của anh đi. Làm anh tìm em đau khổ biết chừng nào. Em có biết không hả? Tại sao lại đi như vậy mà không nói với anh lời nào chứ? Em có hiểu cho anh không? Em chờ vậy với anh đi nào. Anh không đòi tiền của em nữa đâu nào. Làm ơn đi, trở về với anh đi mà. Em có biết là anh mong gặp em từng ngày không? Buông tôi ra đi mà. Buông tôi ra đi mà. Thôi mà, anh thương em mà. Anh biết em còn yêu anh nhiều lắm đúng không? Tôi sẽ kiện anh tội dám sàm sỡ cho coi. Anh dám làm như vậy sao? Sao mà thua thế chứ? Anh coi chừng đấy. Tôi biết mình lầm người rồi. Lâu quá không gặp anh. Ừ.
Lâu quá rồi, bây giờ mới thấy em xuất hiện lại đấy. Đã qua bao nhiêu năm, anh vẫn ở đây đợi em sao? Anh cũng không biết nữa. Buồn cười quá nhỉ. Anh về đi. Này, anh không ở lại đây xem hết phim cùng em sao? Vậy là cuối cùng em cũng nhận lời yêu của anh sao?